Thưa quý vị, câu chuyện thu phí gửi xe giá cao không đúng quy định tại bờ hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã diễn ra từ lâu. Sau nhiều lần báo chí phản ánh và cơ quan chức năng vào cuộc, thì tình trạng chặt chém người dân gửi xe có giảm bớt. Nhưng sau một thời gian, thì bây giờ tình trạng này lại tái diễn và ngang nhiên hơn. Hàng trăm lượt khách đến với bờ hồ mỗi tối, vì thế lại bỗng nhiên trở thành nạn nhân, làm giàu cho những kẻ thu lợi bất chính mà không hề hay biết. 8 giờ tối, một điểm trông giữ xe trên phố Đinh Tiên Hoàng, ngay cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm. Một xe, hai xe, rồi cả trăm lượt xe máy cứ thế nối đuôi nhau vào gửi. Sau khi xé vé, thì là lúc người gửi chính thức bị mất đi hơn một nửa số tiền cho việc trông giữ chiếc xe của mình. Và họ cũng chẳng biết rằng mình đang bị thu với giá gấp đôi khi giá trên vé ghi rõ 8.000 nhưng lại thu 20.000 đồng cho mỗi lượt gửi. Ở kia người họ thu anh bao nhiêu nhỉ? 20. Thế không hiểu, nó lại thu 20. Vậy mình cũng không biết. Đúng rồi, 8.000 này. Ngày thường thì không biết, nhưng mà lên đây ví dụ thứ 6, thứ 7, chủ nhật nó phải đến 30 cơ. Một điểm trông giữ xe khác trên phố Lê Thái Tổ, người trông giữ xe sẽ ra tận đường để chào mời. Sau khi các phương tiện dừng hẳn, sẽ nhanh chóng được đẩy vào trong nhà. Giờ là lúc người trông giữ bắt đầu ngã giá. Trong gói của chú có địa chỉ, có điện thoại, em đừng nắm mất nhá. 30.000 tiền trước luôn. Lấy xe trước 12 giờ. Theo lời của một người trông giữ xe tại điểm được cấp phép ở nút giao phố Bà Triệu, Hàng Khay, giá vé theo quy định chỉ khoảng 10.000 đồng vào mỗi tối. Nhưng nhiều chủ trông giữ xe quanh bờ hồ đã tự ý tăng giá lên gấp nhiều lần. Tức là ở đây thì mức giá chỉ tầm 10.000 thôi bảo. Nhiều điểm là 10.000 thôi, tùy chỗ đắt. Chỉ là ở xe thì. Thế như 30.000 trên kia là sai trái phép à? Sai anh. Còn 20.000 thì sao? Cũng sai luôn. Cũng sai nốt à? Anh nghĩ vé không? Nghĩ tiền không? Nghĩ bệnh tiền đấy anh. Theo quy định, hiện nay giá vé gửi xe máy ở các quận nội thành, tại các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, mức phí trông giữ xe máy được quy định rất cụ thể. Ban ngày là 5.000 đồng một lượt và 8.000 đồng vào ban đêm. Tuy nhiên, dường như quy định này đang được bỏ lơ. Đối với lại cả cái dịch vụ trông giữ xe thì hiện tại ở tại trong địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cái quyết định số 44/2017. Và cái quyết định này thì đã điều chỉnh về cái mức giá của các cái địa điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể thì đối với lại cả xe máy thì đã được quy định về mức giá cụ thể đối với ban ngày là 5.000 đồng trên một xe trên một lượt, và đối với ban đêm thì là 8.000 đồng trên một xe trên một lượt. Và cái thời gian ban ngày ban đêm này cũng đã được quy định rất là cụ thể. Ban ngày thì được tính từ 6 giờ sáng cho đến 18 giờ và ban đêm thì được tính từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Cho nên là cái đối với vấn đề là thu cái tiền vé gửi xe ngoài này là không có quy định nào của pháp luật, và đây là không có cơ sở để thu cái giá vé đó, và điều này đã hoàn toàn vi phạm các cái quy định. Với số tiền chênh lệch 10.000 hay 20.000, nhiều người có thể không để ý và sẽ không đáng là bao nhiêu nếu số người gửi chỉ tính trên đầu ngón tay. Nhưng với con số hàng trăm lượt gửi mỗi tối như thế này thì số tiền thu lợi từ các chủ trông giữ xe cũng không phải là con số nhỏ.